phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm đang đưa Việt Nam rời xa đường lối của Đảng? Vào ngày 19 tháng 9, truyền thông trong nước đưa tin Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ rời Việt Nam vào ngày 21 tháng 9, bắt đầu chuyến thăm Hoa Kỳ từ ngày 22 đến 27 tháng 9 để kịp phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79. Trái với các đồn đoán lạc quan khi cho rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Hoa Kỳ trong dịp này, nhưng khi giới quan sát đây đặt câu hỏi liệu Tổng thống Biden có gặp mặt ông Tô Lâm hay không cũng là một trong những đồn đoán lạc quan trước đó không có căn cứ. Đây sẽ là chuyến đi Mỹ đầu tiên của ông Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ông Tô Lâm sẽ được cho là sớm tới thăm Cuba, một đồng minh cộng sản trước kia, và sau đó kết thúc chuyến công du. Trong thời gian ở Hoa Kỳ, ông Tô Lâm sẽ có buổi tọa đàm tại Trường Đại học Columbia ở New York vào ngày 23 tháng 9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi của sinh viên. Ngoài ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ gặp đại diện của một số tập đoàn công nghệ Mỹ, bao gồm Google và Meta, chủ sở hữu của mạng xã hội Facebook, theo giới quan sát. Các hoạt động kể trên của Tô Lâm cho thấy đã khác xa với người tiền nhiệm, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tư duy cũng như trong hành động. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là không biết sử dụng thành thạo các thiết bị thông tin như điện thoại thông minh hay máy vi tính. Đây là những lý do khiến cho ông Trọng vẫn giữ tư duy lạc hậu bảo thủ khi vẫn trung thành học thuyết chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù ông Trọng đã thừa nhận đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hiện diện ở Việt Nam hay chưa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ công du Hoa Kỳ ngay sau hội nghị Trung ương 10 khóa 13 kết thúc. Hội nghị này đã khai mạc sớm hơn thường lệ trong bối cảnh được cho là mâu thuẫn giữa phe công an và phe quân đội chưa được giải quyết ổn thỏa. Trong diễn văn khai mạc, ông Tô Lâm đã nói rõ rằng hội nghị Trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến, chúng ta sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Đã cho thấy tính chất phức tạp trong nội bộ của Đảng mà ông Tô Lâm sẽ phải giải quyết triệt để và dứt điểm. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể có xu hướng nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời đang rời xa dần Bắc Kinh. Khả năng tới đây, Việt Nam có thể sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa về mặt quốc phòng với Hoa Kỳ để mà chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Như vậy mới có thể bảo vệ được chủ quyền trên Biển Đông. Đáng chú ý, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10 sáng ngày 18 tháng 9 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, không thấy bất cứ một dòng lý luận nào về chủ nghĩa Marx Lenin, cũng tương tự như trong phát biểu nhậm chức Tổng Bí thư vào ngày 4 tháng 8, ông Tô Lâm đã không nhắc đến cụm từ chống Mỹ cứu nước. Giới quan sát cũng chú ý, tại hội thảo 40 năm về đổi mới ngoại giao, không thấy giới thiệu chuyên gia nhắc đến là ngoại giao cây tre, vốn được suy tôn từ bao nhiêu năm nay. Chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều bất di bất dịch và vấn đề hết sức nhạy cảm. Cương lĩnh và điều lệ chính thức hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định Đảng lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Vậy tại sao trong thời gian gần đây ông Tô Lâm dường như đã bất chấp tất cả, trong khi thế và lực của ông Tô Lâm cũng như phe cánh của ông trong Đảng không thực sự mạnh như người ta vẫn tưởng? Có nhiều ý kiến quả quyết rằng ông Tô Lâm hiện nay đang ở trong tình thế cưỡi trên lưng cọp, muốn tụt xuống cũng không thể. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm với một quyết tâm của một chiến binh cảm tử, thắng làm vua, thua chịu làm giặc và thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt để có được sử sách ghi danh sau này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đang đưa Việt Nam rời xa đường lối của Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo Tấm Đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, Tấm Đê. Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải gấp rút tổ chức Hội nghị Trung ương 10 sớm hơn dự định? Truyền thông nhà nước bất ngờ đưa tin Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 đã chính thức khai mạc vào ngày 18 tháng 9. Sớm hơn thường lệ. Việc Ban chấp hành Trung ương Đảng cho họp sớm một cách bất thường, theo giới thạo tin, nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách trước khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm công du Hoa Kỳ vào đêm ngày 21 tháng 9 tới đây để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Như vậy, hội nghị này họp ngay trước thềm chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm.
việc liên tiếp diễn ra các hội nghị trung ương bất thường cũng như đẩy sớm thời điểm họp hội nghị trung ương 10 đã cho thấy nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam không yên ổn chút nào, trong khi quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là không suôn sẻ. Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đổi mới thể chế chính trị, hội nghị sẽ tập trung thảo luận để có đột phá chiến lược và tập trung cao nhất cho đột phá về thể chế. Cụ thể, làm tinh gọn bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với chính quyền cấp dưới, theo phương châm địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Đáng chú ý, bài phát biểu khai mạc của ông Tô Lâm còn cho biết như sau. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát. Nhưng không hề nhắc tới vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng cao là Hội nghị Trung ương 10 lần này sẽ là nội dung kiện toàn các chức danh và điều động một số lãnh đạo cấp cao, cũng như sẽ tập trung cho việc chuẩn bị cương lĩnh và phê duyệt quy hoạch nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trao lại chức danh Chủ tịch nước để tập trung cho công việc lãnh đạo Đảng. Phải chăng đây là động thái của Tổng Bí thư muốn rút củi đáy nồi để giảm phản ứng quyết liệt từ phía tướng lĩnh quân đội trước chuyến đi Mỹ của ông? Theo giới phân tích quốc tế và việc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời để lại một khoảng trống quyền lực rất lớn. Đồng thời, sự thăng tiến quá nhanh của Chủ tịch nước Tô Lâm chính là nguồn cơn của tình trạng bất ổn trầm trọng như hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, việc khôi phục lại cơ chế lãnh đạo tứ trụ sẽ giúp trấn an những mối quan ngại trong Đảng cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn nữa, nhân sự của Bộ Chính trị hiện nay có 15 thành viên, trong đó có 6 người đi lên từ công an mà chỉ có 3 người từ quân đội. Cho nên, việc để cho nhân sự quân đội nắm giữ một ghế tứ trụ cũng phần nào giải tỏa, giảm bớt sự căng thẳng giữa hai phe cánh quan trọng nhất là công an và quân đội tại Việt Nam. Việc đẩy nhanh tiến trình vừa kể trên, thông qua việc tổ chức sớm Hội nghị Trung ương 10 cũng là cách để ông Tô Lâm tránh tình trạng đêm dài lắm mộng. Càng kéo dài thời gian bao nhiêu sẽ càng tạo điều kiện cho ban lãnh đạo Trung Quốc sử dụng quỷ kế để mà chia rẽ nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng xin nhắc lại, ông Tô Lâm công du Mỹ lần này giữa lúc mâu thuẫn trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chấm dứt, đặc biệt là mối quan hệ của phe công an của Tổng Bí thư Tô Lâm đang có cách tranh chấp quyết liệt với phe tướng lĩnh quân đội. Học giả Trương Nhân Tuấn từ Pháp cho rằng việc phân chia phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành từ lâu, nhưng đã đến lúc các phe nhóm trong Đảng phải xác định là chỉ có hai phe, đó là phe theo Trung Quốc và phe có khuynh hướng độc lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải gấp rút tổ chức Hội nghị Trung ương 10 sớm hơn dự định. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de